các bác các chú đã quay trở lại với kênh youtube của mg đồng hồ hôm nay thì mg đồng hồ nên cho các bác cái mã sản phẩm dòng đồng hồ oresta bản nộ cơ open Heart mặt trắng để mí vàng các bác nhé trước này thì em về được một hộp gồm 5 chiếc thì xin được các bác này em về được một hai khai 10 chiếc thì em bán đi rồi thì hiện tại thì em chỉ có 5 chiếc ở trong kho thì em cũng sắp ra khai như thế này để nên video cho các bác cho nó tiện đó cho các bác nhìn được cái vẻ đẹp của em nó khi mà chúng ta thấy là cái dòng mặt trắng đầy mi vàng này nó sẽ đẹp như thế nào khi mà lên tai nhé. À, em sẽ lên cho các bác một chiếc đi. Đây em sẽ lấy điển hình cho các bác một chiếc và các bác yên tâm hàng ở bên em Duy sẽ cam kết cho các bác là hàng chuẩn Nhật Nội Địa. Các bác mua hàng sản phẩm ở bên em Duy đúng mẫu mã đúng sản phẩm thì các bác mới cần thanh toán nhé. Đó bản mặt trắng đầy mi vàng. Thì uh, mã của chiếc này là REAT0004S cho anh em với chú nào mà cần này. À, mức giá sẽ điêu cho anh em một cái mức giá rất là hời thôi và anh em có chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ sớm qua cho em duy qua zalo là 0347 808 219 hoặc là uh, gọi điện qua số hotline này luôn nhé uh, và bác nào mà đến với kênh youtube của em thì uh, chưa đăng ký kênh thì có thể cho em xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ thêm cái kênh youtube của em ngày một thăng tiến và được các bác biết đến nhiều hơn em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ quay trở lại với chiếc đồng hồ của chúng ta thì với mức giá này ngày hôm nay sẽ siêu giảm cho các bác một cái mức giá chỉ có 7 triệu bảy trăm nghìn một phiên bản hàng new full box như thế này các bác nhá Đó, nên là các bác yên tâm mức giá này thì sẽ bao cam kết cho các bác là thứ nhất là trách hãng bao toàn quốc này các bác nhận hàng check hãng nếu như mà phát hiện ra hàng giả nhái thì bên em sẽ đền bù và hoàn tiền gấp 10 là giá trị sản phẩm cho các bác và cái 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 đền bù gấp 10 lần này thì em sẽ có ở trên hóa đơn nữa nhé chứ không phải là cam kết bằng mồm không sẽ có ở trên giấy hóa đơn đầy đủ đàng hoàng cái thứ hai là uh, sẽ có bảo hành cho các bác là một năm và hậu mãi đến 5 năm, năm cho các bác luôn uh, Spa pa làm đẹp đánh bóng lại thì bên em sẽ nhận hỗ trợ cho các bác hết nhé nên là cứ yên tâm tất cả mọi miền tổ quốc thì bên em cũng sẽ hỗ trợ cho các bác được hết nên là uh, các bác chỉ cần là đặt hàng thì em sẽ có trách nhiệm là ship hàng đến tận nơi tận nhà cho các bác luôn đó, bản này là một cái phiên bản mặt trắng để mi vàng có thể nói là một cái phiên bản có thể nói là nó đẹp và nó trang nhã nhất ở trong cái dòng uh, Oresta nội cơ open Hood như thế này với một cái size mặt rất là dễ đeo khoảng độ tầm 39.3 thôi là chúng ta đã có thể sở hữu được cái phần size tai của anh em chỉ gần 10 năm đó, cổ tay chu vi 15 cm là anh em đã có thể đeo đẹp rồi không cần phải cổ tay quá là to hoặc là nếu như mà anh em muốn đeo đẹp hơn nữa thì cổ tay của anh em khoảng độ tầm 16 cm là kết hợp đẹp vừa và dễ đeo với cái chiếc này rồi. À, tiếp theo thì ở cái dòng này thì nó sẽ có một cái phiên bản nộ cơ uh, Open Hood góc 9 giờ. Đó, đây là một cái đặc điểm nhận dạng của cái dòng nộ cơ và với cái phần kim xăng báo cót được đặt ở góc hướng 12 giờ cho chúng ta dễ nhìn hơn với cái thời gian chữ cót là còn bao nhiêu này dạ quang thì có đầy đủ với cái phần mặt dial được thiết kế một cái màu trắng sứ Ờ, có trải tia hướng tâm 12 bộ cọc số thì sẽ có thiết kế dạng kẻ vạch và đính nổi trên cái phần mặt này cho chúng ta ở trên cái phần mặt này thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm nhấn của chiếc này nó là một cái có hướng 12 giờ và có hướng 6 giờ thì chúng ta sẽ có là bộ cọc số nà mã các bác nhé và tất cả những cái đặc điểm trên thôi mà nó chỉ loanh quanh đâu đó giá chỉ khoảng độ tầm 7 triệu 700 nghìn là các bác có thể sở hữu được em này rồi một phiên bản hàng mới các bác nhé hôm nay thì em còn năm chiếc thì sẽ bán cho anh em các bác chú mức giá là 7 triệu 700 nghìn này à, công khai cho các bác về một cái mức giá à, kim giờ kim phút chúng ta cũng đều có dạ quang và kim dây được thiết kế thanh mải nhỏ gọn và dễ nhìn chúng ta sẽ có ở trên cái chiếc này sẽ là cỗ máy là F6R4 và kính sapphire chống chay xước gần nhiều tuyệt đối cho các bác Dòng máy này thì chúng ta sẽ có nên có tay nên có tự động và hay cái stop dừng kim dây khi chỉnh giờ. Phần viền benzen thì sẽ có thiết kế là đánh đánh báo này, rất là sang, bắt sáng tốt này. Phần càng thì sẽ có thiết kế là phay xước với một cái thiết kế càng cong vòm 90 độ so với cái phần dây. người ta gọi đây là cái phần càng sừng trâu các bác nhé rất là sang luôn ạ. Chiếc này thì các bác đeo trong cuộc sống hàng ngày hay là đeo đi dự hội dự tiệc thì cũng rất là đẹp nhé. Dây thì sẽ được trang bị đó là dây thép đúc này, với hoàn thiện đã ba dạng chỉ phai xước và hai dạng chỉ điểm xuyến đề mi đánh bóng ở phần giữa dây cho các bác này ở cái phần mặt đáy thì chúng ta sẽ được trang bị đó là một cái cỗ máy mặt đáy hở với nậu hết cơ ở toàn bộ ở cái phần mặt đáy với vân xoái và vân thớ ở cái phần búa vang này chúng ta sẽ có ở cái phần cây bách bên ngoài thì chúng ta sẽ có này dòng chữ Epson công ty mẹ của Ren Made in Japan với cỗ máy này F6R4 thì chúng ta sẽ có 22 chân kính 21.600 tần số dao động Chơi có tối đa là 40 à, xin lỗi các bác là 50 giờ các bác nhá. À, chống nước của chiếc này là một cái mức độ chống nước khá cao nên tới 100 m với cái thân thép không dỉ là stainless steel theo không gì 316N. À, trang bị ở trên chiếc này thì sẽ chống cho chúng ta chống mài mòn, chống sức giam và chống oxy hóa rất là tốt các bác ạ. À, size 39.3 rất là dễ đeo và một cái mức giá dễ tiếp cận nữa chỉ có 7 triệu 700 nghìn thôi các bác nhé hàng mới bác nào mà à, băn khoăn trần trừ thì em thật sự là hiện tại thì với cái mức giá này thì em sẽ cam kết cho các bác là một cái mức giá ổn định và bình ổn cũng như là về một cái mức giá êm nhất ở trên thị trường bây giờ nên là bác nào mà đang băn khoăn thì thật sự là chúng ta nên mua luôn đó tránh tình trạng là về lâu về dài thì nó sẽ bị tăng giá lên tại vì là đồng yên nhật như hôm nay thì em thấy thì đồng yên nhật đã đang có dấu hiệu tăng giá rồi tăng dần nên là về những cái nô hàng tiếp theo thì em cũng không chắc là bởi cái mức giá nó sẽ giữ im là 7 triệu bảy hay là nó sẽ tăng lên nữa các bác nhé nên là các bác mà nắm bắt được cơ hội bây giờ thì tốt nhất ạ đó, 7 triệu 700 nghìn cho một phiên bản hàng siêu mới như thế này Hộp số thẻ em có đầy đủ các bác cứ yên tâm ạ đó, Các bác liên hệ đặt hàng qua hotline em để trên góc trái màn hình đây các bác nhé đó, Các bác liên hệ đặt hàng đó, trên góc trái màn hình đó. Cảm ơn các bác rất là nhiều Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo Xin cảm ơn